Giới dân chửi có chỗ đứng nào trong quan hệ Việt-Mỹ? Sự gia tăng trao đổi giữa hai nước Việt-Mỹ sẽ làm chế độ vững mạnh hơn hay suy yếu hơn? Trong vấn đề này, hình như sau hàng chục năm cãi nhau, các nhà dân chửi vẫn chưa có được một câu trả lời thống nhất. Ngày 16 tháng 11 năm 2022, fanpage của băng đảng Việt Tân đã đăng một bài viết có đoạn: Việt Nam đạt top 5 những nước có nhiều du học sinh nhất ở Mỹ. Chủ nghĩa cộng sản mất sức hấp dẫn với tuổi trẻ Việt Nam. Bài đăng này của họ đã thu hút được hơn 800 lượt like, 160 lượt bình luận và 30 lượt chia sẻ. Dường như các fans của Việt Tân hả hê trước tin này, vì cho rằng hiện tượng vừa kể cho thấy người dân đang thần Mỹ, đang mất dần niềm tin vào nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, phản ứng này của họ có một nét gì đó mong manh và dường như là tự lừa mị. Trong những bài đăng khác, dường như giới dân chửi khá lo lắng về những trao đổi ngày càng thường xuyên giữa Mỹ và Việt Nam. Thông báo mới đây của phía Việt Nam rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp có một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã khơi dậy một phản ứng như vậy nơi họ. Trong nhiều bài viết, họ nằng nặc khuyên nước Mỹ hãy dè chừng Việt Nam, trừng phạt thay vì xích lại gần Việt Nam, vì Việt Nam vi phạm nhân quyền và còn thân Trung Quốc hơn Mỹ. Đó là chưa kể vô số hoạt động lẻ tẻ mà các nhóm chống cộng hải ngoại thực hiện để đòi hạ cờ đỏ, treo cờ vàng, tẩy chay văn công cộng sản hay phân biệt đối xử với du học sinh. Người ta không thể không thấy họ hai mặt và vờ vịt. Vì sao các nhà dân chửi lại có phản ứng nước đôi như thế? Có lẽ có hai lý do. Một mặt, các nhà dân chửi thừa hiểu rằng họ đã quá suy yếu, mất uy tín và bị cô lập để có thể tự lật đổ chế độ bằng sức mình. Họ phải dựa vào nước Mỹ. Một cách tự nhiên, họ tin rằng Việt Nam càng giao thiệp với Mỹ, càng lệ thuộc vào Mỹ thì họ càng tận dụng được ảnh hưởng của Mỹ để lật đổ dễ dàng hơn. Nói cho ngắn gọn là họ muốn ăn sẵn. Nhưng mặt khác, các nhà dân chửi cũng không thích phương án đó. Khi những trao đổi giữa Việt Nam và Mỹ gia tăng, các nhà dân chửi dần dần nhận ra rằng chúng không diễn ra theo cái cách mà họ muốn. Thay vì gây sức ép lên Việt Nam theo ý họ, nước Mỹ đang dần gạt họ ra ngoài. Mỹ lờ đi yêu cầu của họ rằng phải giáng đòn trừng phạt thương mại lên Việt Nam để đòi Việt Nam thả các nhà dân chửi đang bị bắt. Lượng người gốc Việt không cờ vàng ở Mỹ cũng ngày càng gia tăng theo đà du học và hợp tác, khiến họ không còn nắm độc quyền phát ngôn ở Mỹ. Và trong tương lai, có thể biến họ thành thiểu số, trở nên lạc lõng và co cụm ngay trong thành trì cuối cùng của mình. Quả vậy, dù lượng nhà dân chửi bị bắt ngày càng tăng, thương mại Việt-Mỹ vẫn tiến triển tốt đẹp. Một bài viết về cuộc gọi sắp tới giữa hai bờ Đại Tây Dương có đoạn: Về quan hệ thương mại Việt-Mỹ, theo thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan tháng 8, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt gần 10 tỷ USD, qua đó nâng tổng kim ngạch trong 8 tháng đầu năm lên 77 tỷ USD, tăng 15,16 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tốc độ tăng 24,51%. 8 tháng đầu năm, tính riêng Hoa Kỳ chiếm tới 30,48% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và tiếp tục duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Có vẻ các nhà dân chửi đã bị nước Mỹ bỏ rơi trên hành trình thắt chặt quan hệ với Việt Nam. Chính họ mới phải hoang mang khi nghe tin ngày càng có nhiều người Việt Nam đi du học ở Mỹ.